Hôm nay chúng ta cùng phân biệt ba từ smart, intelligent và clever. Vậy thì sử dụng ba từ này trong từng hoàn cảnh nào, hãy cùng phân biệt với mình nhé. Đầu tiên là intelligent. Thì intelligent có ba cách sử dụng. Sử dụng được cách sử dụng đầu tiên là để chỉ một người có trí tuệ, có khả năng xử lý một vấn đề logic. Ví dụ như Peter is extremely intelligent or John has a highly intelligent child. Cách thứ hai là dùng để nói về một loài động vật có khả năng học hỏi nhiều thứ. Ví dụ như parrots are very intelligent. They can imitate humans talking. Cuối cùng là dùng để nói về một máy tính hay chương trình có khả năng lưu trữ thông tin. This robot is very intelligent. Còn có khá nhiều cụm từ được đi với intelligent như intelligent answer, intelligent business, intelligent investor, intelligent key, intelligent person, and intelligent transport system. Từ tiếp theo là từ clever. Clever ở đây thì chỉ sự thông minh, lanh lợi, dùng để nói về một người có khả năng học hỏi nhanh chóng. Hannah is very clever. She can memorize a song only through 2 listening times. Ngoài ra thì từ clever còn dùng để nói một người có khả năng làm việc gì đó. Ví dụ như Jack's always been clever at chess. Hoặc là she's clever with her hands. Hoặc là dùng để nói về một người có khả năng sáng tạo. What a clever idea. Có khá nhiều cụm từ đi với clever như clever advertising, clever academy, clever marketing, clever idea và clever trick. Từ cuối cùng là từ smart. Smart ở đây dùng để nói về một người sáng dạ, nhanh nhẹn, sáng suốt, nắm bắt nhanh tình huống và cách xử lý tình huống đó. Ví dụ như Jack is too smart to assume anything. Hoặc là dùng để nói về một sự nâng cấp thông minh của một thiết bị. This is a smart weapon. Dùng để nói về sự gọn gàng, sạch sẽ hoặc lịch sự của ai đó. You look very smart in that suit. Hoặc là Anna was incredibly smart in her white dress. Có những cụm từ đi với smart như là smart city, smart home, smartphone, smart solution, and smart TV. Tổng kết lại thì đơn giản intelligent chỉ sự thông minh, trọn vẹn, ví dụ như một người có khả năng xử lý mọi tình huống. Còn clever là chỉ sự lanh lợi và hiểu biết một vấn đề nào đó. Còn smart thì là chỉ sự thông minh một cách sáng dạ hoặc là sáng suốt của một vấn đề. Thì đó là ba sự khác biệt giữa ba từ thông minh, smart, clever, and intelligent.